xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 307 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trường 2590, 2591, ta dẫn người đi. 5 phút đồng hồ. Mí mắt nhảy nhảy, Bích Hồng âm lại cắn răng. Ta phải làm thế nào? Người khác nói với nàng như vậy, khẳng định đã sớm đánh từ trên lưng hạc rơi xuống. Nhưng mà người trước mắt lại không giống như vậy. Thông qua chỉ điểm, lại có thể để cho Lạc Huyền Thanh trong thời gian ngắn đột phá, đã nói rõ năng lực của hắn như thế nào, thánh vực thất trọng đỉnh phong đột phá lên cho dù không dễ dàng nhưng mà so sánh với bát trọng đã đơn giản đến không coi vào đâu rồi. Được, vậy cho ta xem công pháp người tu luyện một chút. Ta lại muốn biết pháp quyết người tu luyện là gì mới có thể từ đó tìm ra được cơ hội đột phá. Trương Huyền nói. Ừ. Cổ tay khẽ đảo, Bích Hồng Âm đưa tới một quyển sách. Trương Huyền tiện tay mở ra. Đây là thất huyền luyện âm công. Bích Hồng Âm tu luyện công pháp đứng đầu nhất của Ma Âm Sư, lấy thân làm cầm, lấy khí làm dây đàn, nhất niệm sinh ra tiếng đàn, một sướng một ngâm lại mang theo lực lượng đặc thù để cho người ta chìm đắm trong đó. Xem công pháp, Trương Huyền lấy ra thư tịch khi đối phương thi triển ra võ kỹ hình thành, so sánh nghiên cứu, thời gian không dài đã tìm ra được phương pháp giải quyết. Thất Huyền Luyện Âm Công, lấy chân khí ngưng tụ là thất huyền, nhập hư cảnh cũng là hình thành lĩnh vực thất huyền tiến vào bên trong, giống như rơi vào bên trong thế giới ma âm, lại có thể tùy tiện để cho người ta sinh ra tâm ma, nguyên thần bị xâm nhập. Bộ pháp quyết này muốn đột phá, quả thực không dễ dàng. Nhưng có điều, tích lũy của ngươi đã đầy đủ rồi, chỉ kém đúng một điểm thôi. Trường huyền nhíu mày. Vậy, không biết là điểm gì? Bích Hồng Âm lại vội vã nhìn qua. Thất huyền lĩnh vực của ngươi chưa sắc bén. Nếu như mà có thể lấy mà âm đồng dạng tiến hành áp chế ngươi, tiến công địa phương yếu kém nhất bên trong cầm âm của ngươi, chắc là có thể kích hoạt ra được tiềm lực, thuận lợi đột phá. Gật đầu, Trương Huyền nói, dù rằng công pháp của đối phương thiếu hụt không nhỏ, nhưng mà đã tu luyện tới cái loại cảnh giới này, không cách nào có thể sửa sang. Muốn đột phá ràng buộc, chỉ có đúng một loại phương pháp, đó chính là lấy âm phá âm. Dùng cầm đánh vỡ địa phương trọng yếu bên trong cơ thể nàng, phá rồi lại lập, một lần nữa thành công. Áp chế ta sao? sừng sốt, sau đó Bích Hồng Âm lại cười khổ. Âm mà áp chế, lấy âm phá âm, cần phải nắm giữ cầm âm đến cực hạn. Đoán chừng cũng chỉ là có lão sư của ta mới có thể làm. Nhưng đáng tiếc nàng ấy không có ở đây bây giờ. Nói tới đơn giản, nhưng mà muốn hoàn thành thì khó đó. Ồ, nhưng mà ta lại vừa vặn cũng có một chút nghiên cứu với ma âm. Có lẽ vẫn có thể thử một chút mà. Trường Huyền cười. Ngươi cũng hiểu ma âm. Bích Hồng Âm lại rất khó tin. Ừ, thực ra đã từng học qua một chút. Mà phải rồi, người lại có thư tịch về ma âm hay không? Cứ lấy ra, ra cho ta xem một chút. Số lượng càng nhiều càng tốt. Ta nghiên cứu một lát, nhìn xem có thể từ đó tìm ra được phương pháp giúp người đột phá hay không? Trường Huyền nói. Ừ. Cổ tay khẽ đảo, trên lưng hạc lập tức nhiều ra một đống lớn thư tịch. Nữ hài lại nhìn qua. Tất cả đều là do ta ghi chép, Tổng cộng là có hơn 2.000 bản Đều là về ma âm Trường huyền gật đầu Còn mắt quét tới Thu nội dung bên trong thư tịch vào bên trong ốc Tiện tay cầm lấy một quyển giả vờ giả vịt Tinh thần chìm đắm bên trong thức hải Nghiên cứu những loại sách vở này Tuy rằng hắn có huy chương ma âm sư thất tinh Nhưng trên thực tế lại chỉ nhìn qua công pháp lục tinh Lĩnh ngộ ra ma âm miễn cưỡng đã tới thất tinh sơ kỳ Loại năng lực đó chưa thể nào giúp cho nàng ấy giải quyết vấn đề được Chính xác có một quyển sách rơi ra đối phương lập tức sưu tập đủ những loại thư tịch như vậy thuận lợi tạo thành thiên đạo công pháp ngón tay điểm lên nội dung trong sách dùng hội quán thông trở thành kiến thức của chính mình lúc này một lần nữa hắn thở ra được rồi ta đã tìm ra được phương pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề nhanh thế sao cúi đầu nhìn quyển nhạc phổ đại cương trong tay hắn vẻ mặt của bích hồng âm lại rất khó tin Quyển sách này là lúc nàng vừa mới trở thành ma âm sư thất tinh xem qua, giới thiệu một chút nhạc phổ thất tinh rất bình thường, cùng với kỹ xảo chiến đấu, mức độ đại khái tương đương với 300 bài hát thiếu nhi. Lại có thể giúp người ta tấn cấp sao? Ừ, khoanh chân ngồi xuống, lấy đàn của người ra. Cũng không giải thích, Trường Huyền nói. Bích Hồng âm nghi ngờ, vẫn cứ lấy đàn ra, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tiếng đàn lập tức vang lên, thấy đối phương thi triển ra cầm âm khi chất lập tức thay đổi thời gian trong nháy mắt để cho người ta sinh ra cảm giác giống như đối mặt với sóng lớn ngập trời bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập cổ tay khẽ đảo trường huyền lấy ra đàn ngọc của mình cái đàn này là lúc trước tưởng viện trưởng vật ngô đồng thụ bên trong viện làm giúp cho dù là thực lực bây giờ không tính là bị tụt hậu vẫn có thể phát huy ra được tác dụng thay ngầm vàng lên tiếng đàn của hắn không còn lực lượng công kích quá lớn lại mang thêm một hương vị du dương tựa như vang tới ở trong ấp để cho người ta không kìm lòng được mà say mê vừa rồi ngưng tụ thiên đạo ma âm thất tinh nhưng có điều chưa kịp tu luyện hiện tại thi triển ra tiếng đàn mặc dù chỉ có uy lực thất tinh sơ kỳ nhưng mỗi một thanh âm đều lại đánh vào điểm thiếu hụt bên trong chiều số của đối phương uy lực to lớn không thua kém gì tiếng đàn thất tinh đỉnh phong một chút nào liên tục vài lần vẻ mặt bích hồng âm đã trở nên đỏ thấm suýt một chút nữa thì hộc máu mạnh thật đó vốn có một chút lo nghĩ giờ khắc này đã rõ ràng đối phương lý giải ma âm như thế nào mà cao thâm hơn cả nàng đáng sợ thật đó trận pháp y thuật thuần thú không gì không giỏi không chỗ nào không hiểu mà ngay cả ma âm cũng lợi hại như vậy cái tên này rốt cuộc là học cuồng thế nào bên này trường huyền giúp cho bích hồng âm phá rồi lại lập xung kích nhập hư cảnh đỉnh phong còn bên kia mặt cái đám người viên hiểu tràn đầy sự hâm mộ Bất quá, thời gian hầm mộ lại không dài, liền ngay thanh âm của Vân Liên Hải vang lên. Khoan đã, hình như tiên hạc đang rơi xuống thì phải. Đám người là Huyền Thanh cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra, thất thải thiên hạc mới vừa rồi đang phi hành vững vàng, giờ phút này tự nhiên có lão đảo mà muốn rơi xuống dưới. Là rơi xuống, nhưng chẳng qua là tốc độ không nhanh, đâu có việc gì đâu. Là Huyền Thanh gật đầu, lời vẫn còn chưa dứt, liền thấy tiền hạc đột nhiên lại duỗi thẳng cái cổ ra còn mắt trừng trừng như là sắp lồi cả ra rồi cổ nó nghiêng một cái đầu lưỡi lại ngậm bên khóe miệng nó hồn mê mất rồi khoan khoan đã cái này khóe miệng đám người là huyền thanh co giật bọn họ đều là cường giả thánh vực tọa kỵ mà rơi xuống cũng vẫn có thể phi hành sẽ không thụ thương nhưng mà hai người các ngươi không thể nào động tác nho nhỏ một chút hay sao nhìn xem con hạc cũng lại không chịu nổi nữa rồi nếu như mà để cho nó thực sự xảy ra vấn đề Thì làm sao có thể trở về thánh tử điện được Vội vã ra tay Nâng con tiền hạc cùng với đám người này lên Chậm rãi rơi trên mặt đất Bên kia Trương Huyền và Bích Hồng Âm Vẫn như là không biết con tiền hạc đã bị rơi xuống Họ vẫn mặt đối mặt đánh đàn Tiền hạc nằm dài dưới đất Nghe được tiếng đàn Trong hôn mê lần nữa lại co quắp vài lần Trong miệng của nó không ngừng phun ra bọt mép Tự như là bị lấy cái roi đánh lên trên thi thể ấy đang lo lắng có nên khuyên can hay không để cho bọn họ không nên tiếp tục nữa chừa cho cái con tiên hạc kia một chút đường sống liền nghe bích hồng âm hết dài lên một tiếng khi tức ở trên người đâm thủng bầu trời tu vi giam cầm tại nhập hư cảnh hậu kỳ trong nháy mắt đã tan vỡ nhập hư cảnh đỉnh phong thực sự đúng là nàng ấy đột phá vừa vặn là 5 phút đồng hồ mọi người nhìn nhau con mắt của viên hiểu cùng với vân liên hải lại trợn tròn từ lúc mà Trương Sư này nói tới là 5 phút đồng hồ giúp đối phương đột phá. Sau đó hắn đọc sách, đánh đàn. Nói thì phức tạp, nhưng mà trên thực tế, không nhiều không ít, vừa vặn là 5 phút. Cái này không phải là người tính toán quá chính xác rồi sao? Được rồi. Gửi ra tiếng đàn cuối cùng, Trương Huyền lại thu đàn ngọc vào bên trong chữ vật giới chỉ. Hắn thở ra một hơi rồi đứng dậy. Lúc này mới từ trong ý cảnh đặc thù, khôi phục lại. Sửng sốt một chút, lại nhìn không được cau mày, Ừ. Tại sao chúng ta lại ở trên mặt đất vậy? Vừa rồi đánh đàn đi vào cảnh giới vòng ngã, không có phát giác ra, không phải là ở trên lưng hạc sao? Tự nhiên tại sao bây giờ lại rơi xuống đất? <laughs> người xem, con tiền hạc nằm kia, người biết rồi đó. Thấy vẻ mặt mê man, là Huyền Thanh lại im lặng chỉ cho hắn. Trường Huyền lại vội vã quay đầu lại, sau đó nhìn thấy con tiền hạc đầu rũi ra. Đầu lưỡi lại cắn trên miệng, hai chân lụi sơ thỉnh thoảng run run rẩy rẩy vậy mà có một chút giống với cái nhạc khúc mà hắn vừa tấu cho dù hơi choáng cũng lại phải duy trì tiết tấu. Ồ, quả nhiên rất là biết cảm thụ âm nhạc. Trường Huyền đầy sự khen ngợi. À, người hiểu ta chỉ có mỗi tiền hạc thôi. Trường sư, tu vi của ta lại cũng tới bình cảnh rồi, vậy người xem có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Ta cũng kém nữa. Bích Hồng Âm đột phá để cho Viên Hiểu và Vân Liên Hải đỏ mắt, họ nhào nhào chạy tới. Ban đầu, Trương Huyền không muốn giúp, nhưng mà khi thấy hai cái tên gia họa này đưa tới đồ tốt, tất cả lại không kém trận kỳ bác tinh. Dầu dĩ hồi lâu, hắn lại phải vui vẻ đồng ý. Tu vi của Vân Liên Hải thấp nhất, hơn nữa sức chiến đấu không mạnh, đột phá tương đối dễ dàng. Viên Hiểu phòng ngự vô địch, muốn đột phá đúng là phiền toái không ít. Nhưng bất quá cũng lại không làm khó được hắn. Triệu Hoán ra địa ngục thanh long thú, mạnh mẽ đánh trong một trận. Thời gian không dài, hắn cũng đột phá. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, củng cố tu vi, lúc này mới tiếp tục hành trình. Ngày lúc này, thất thải thiên hạc rốt cuộc đã khôi phục lại, mặc dù đang phi hành ở trên không trung, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn dừng lại một lần, giống như là bị phanh xe, sau đó nó lại bay tới mấy trăm mét, nhưng mà dù sao đã có khả năng phi hành bình thường một chút. Dù rằng tốc độ như vậy cũng đã chậm hơn trước không ít, trước đó chỉ là có 5 ngày lộ trình, nhưng bây giờ bay loạn lên cứ 10 ngày. Mới lần nữa nhìn thấy Thánh Tử Điện xuất hiện trước mặt Tuy rằng lần này va chạm chậm trễ hơi nhiều Vừa đi vừa về là hơn nửa tháng Nhưng mà thực lực mọi người bạo tăng Nhất là Lạc Huyền Thanh Nửa bước động hư cảnh Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá Bên trong Thánh Tử Điện Cũng được cho là một người đỉnh phong Trương Sư Vậy người có hứng thú theo ta đi tìm Trương thuần hay không? Rơi vào bên trong một tiểu viện rộng lớn Hắn nhảy xuống khỏi lưng tiên hạc còn mắt của Lạc Huyền Thanh lại sáng rực Đi tìm Trương Thuấn Ừ Không sai Ta lại muốn đánh hắn một trận cho hạ giận Nếu như mà không đánh Thực lực bạo tăng Chẳng phải là giống như áo gấm đi đêm sao Lạc Huyền Thanh lại liếm môi một cái rồi nói Ờ à, Cái này Trương Huyền trần trừ một lúc Thực ra Ta vẫn còn có ý định đi khảo hạch chức nghiệp phụ tù nữa Bây giờ phải xung kích danh sư bắt tinh. Cầm điện chủ lệnh đã lâu lắm rồi Cũng nên mau chóng khảo hạch danh sư bác tinh đi chứ Thời gian không có đợi người Chậm chế hơn nữa Sợ rằng Lạc Nhược Hy sẽ thực sự bị người khác cướp đi mất Khảo hạch phụ tú Lạc Huyền Thanh lại nhìn qua Vậy Người bây giờ là muốn khảo hạch chức nghiệp gì? Chức nghiệp gì sao? À, khải linh sư Luyện đan sư Y sư Thư họa sư Thuần thú sư Thiên công sư Kinh hồng sư Giám bảo sư Cái nào cũng được Trần trừ một lúc, Trường Huyền nói. Danh sư bát tinh cần phải có 8 loại phụ tu phải đạt tới bát tinh. Hiện tại, hắn chỉ có mỗi trận pháp sư đạt tới, còn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều. Những nghề nghiệp này đều là ta làm hỏng mà xông qua. Ta lại khá quen thuộc với bọn họ. Chờ đánh trường thuần xong, vậy ta dẫn người đi cũng không muộn mà. Bàn tay vẫy một cái là Huyền thanh lại cực kỳ khí phách. Hết trường chương 2592, 2593, Thiên Cơ Đường. Nếu như vậy, làm phiền Lạc Huynh. Vừa vặn, không quen Thánh Tử Điện, đi đâu cũng lại chẳng tìm ra được địa phương. Nghe Lạc Huyền Thành lời thề son sắt, ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng rực. Đã có người dẫn đường rồi, lại có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Lại còn nói, đi đánh Trường Thuần, hắn cũng khá là vui. Huống chi cái người này còn nợ mình linh thạch nữa. quá lâu thời gian như vậy rồi, cũng nên đi đòi. <laughs> Khách khí với ta để, để làm gì chứ Là Huyền Thành lại cười ha ha một tiếng Rồi đi thẳng về phía trước Cái tên gia hỏa trước mắt này Mặc dù tư vi không cao Nhưng mà bất kể là bố trí trận pháp Hay là chỉ điểm cho người ta đột phá Đều là có năng lực vượt qua người thường Tới quan hệ thân thiết Đối với hắn mà nói cũng là lợi ích rất lớn Loại cơ hội này đương nhiên sẽ không buông tha Một bên tiến lên Một bên lại dùng ngọc phù truyền âm Một lát sau là Huyền Thành mỉm cười Xoay đầu lại nói Người này không có ở trong viện đâu Hắn là người thiên cơ đường Chúng ta tới đó chặn hắn Thiên cơ đường Trương Huyền cao mày Ừ Thiên cơ đường giống như là trận pháp sư công hội trước đó Mà chúng ta đi khảo hạch đó Thuộc về phân bộ một loại chức nghiệp đặc thù tại Thánh Tử Điện Lạc Huyền thành nói Vậy người nói Chính là thiên cơ sư Ánh mắt Trương Huyền lại sáng rực Trước đó, hắn đã nghe qua nghề nghiệp này rồi, thuộc về chức nghiệp thượng cửu lưu, vô cùng thần bí, lại có khả năng sử dụng kỹ xảo đặc thù trước thời hạn dự đoán chuyện sắp phát sinh trong thời gian ngắn, thôi diễn họa phúc, dự báo cát hung. Thánh nhân gia tộc bình thường đều sẽ nuôi tới mấy vị, tiến hành đại điển, dự đoán đủ những loại quyết định. Cùng nhau đi tới chỉ là nghe về tin đồn, chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới thánh tử điện này có. Ừ, người này mới vừa bị thú sủng của người đánh trong một trận đoán chừng cảm thấy xuất sư bất lợi muốn đi qua đó xem bói một lần cũng là để cho người ta tìm người suy tính ra lai lịch của ngươi lạc huyền thanh lại cười nói có thể mau chóng như vậy biết được trương thuần ở thiên cơ đường nói rõ thánh tử điện này có không ít ánh mắt biết được mục đích của đối phương không tính là quá khó ừ. suy tính lai lịch tìm người hỏi thăm một chút không phải là tốt rồi sao Trường huyền lắc đầu lại lịch của ta, còn cần phải ngươi đi suy tính làm gì? Tìm người hỏi thăm ra một chút, hắn lại càng thêm đơn giản hơn, càng chuẩn xác hơn. <laughs> người trường gia từ trước tới nay, rất là hay lại nhại và sùng bái nhất chính là thiên cơ xem bói. Không nói cái khác, gia chủ đương thời hưng mộng kiếm thánh. Những năm nay, hắn đã mời khắp tất cả thiên cơ sư cửu tinh của đại lục này rồi. Lạc Huyền Thanh lại cười nhạo. Ừ. Mời thiên cơ sư để làm gì? Trường Huyền lại tò mò. Trương gia thân là đại lục đệ nhất gia tộc, quyền thế to lớn, thiên tài vô số, còn có cái gì mà không hài lòng mà cần phải có thiên cơ sư thôi diễn nữa? Ai mà biết được, dù sao, người trương gia đúng là bị bệnh thần kinh, gặp phải người nhất định phải cẩn thận đó. Lạc Huyền Thanh lại khoát tay áo. Thiên cơ đường cũng giống như là điểm khảo hạch của những nghề nghiệp khác, tọa lạc tại trí điện. Tốc độ của hai người đi rất nhanh, thời gian không dài đã đi tới trước mặt. Dù rằng nơi này ở trong phạm vi trí điệt, nhưng mà so với điểm khảo hạch của những nghề nghiệp khác, hoàn toàn khác biệt. Thoạt nhìn, nhìn thì cũ kỹ, nhưng mà để lộ ra khí tức của viễn cổ. Toàn bộ kiến thức, hình như là mai rùa móc ngược, mặt ngoài lại mang theo đủ những loại vết rách kỳ quái, giống như ẩn chứa ý niệm của thiên đạo, lại giống như là một loại trận pháp đặc biệt, đang dòng ngó bí mật ẩn giữa thiên địa. Chỗ khảo hạch khác của chính điện đều rộng mở, mà nơi này thì lại đóng chặt. Đây là thiên cơ đường. Đúng như vậy, chức nghiệp thiên cơ, ta cũng đã từng học qua. Nghiên cứu được vài ngày, ngay cả nhập môn cũng lại làm không được. Sau đó, ta đã từ bỏ rồi. Cái nghề nghiệp này, nói là gạt người, một số thời khắc rất là chuẩn. Nhưng nói thật, chỉ bằng vào mấy cái mai rùa, tiền đồng, liền đã suy tính ra được họa phúc. Thực sự lại để cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Cụ thể là như thế nào, ta lại cũng không rõ ràng lắm. Lạc Huyền thành lắc đầu. Ừm. Tồn tại thì đúng là phải có đạo lý. Cái nghề nghiệp này lại có khả năng truyền thừa vài vạn năm mà không bị lịch sử chôn vùi. Vậy nói rõ, nó quả thực có giá trị tồn tại rồi. Trường Huyền cũng cảm khái nói. Lịch sử đều là đi về phía trước, lại có khả năng truyền thừa lâu như vậy, được vô số danh sư như vậy vây đỡ, tuyệt đối không phải là đơn giản như mặt ngoài trông thấy. Người nói chuyện, tại sao lại giống với muội muội của ta như vậy chứ? Lần trước trò chuyện với thiên cơ sư, nàng ấy cũng lại nói với ta như vậy còn mắt liếc tới là khuyên thanh lắc đầu muội muội của hắn đã từng nói qua những lời y như vậy <laughs> có thể cùng với tiểu công chúa ý nghĩa đồng dạng đây đúng là vinh hạnh của ta trường huyền lại nhẹ nhàng cười, <cười> ngươi không cần phải vuốt mông ngựa là khuyên thanh đầy sự cảnh giác ta khuyên ngươi không có nên đánh chủ ý lên muội muội của ta đầu tiên cái loại thực lực như ngươi năng ấy căn bản là trướng mắt rồi tiếp theo ý niệm của trương gia và lạc gia không phải là một ngoại nhân như ngươi có thể chống lại được. tốt nhất bỏ cái tâm tư này đi. thông qua những ngày này tiếp xúc, hắn cũng đã phát hiện ra cái vị trường huyền này đây, nơi nào cũng tốt, nhưng mà chỉ là đối với cái sự tình muội muội của hắn đây, thực sự hơi quan tâm quá mức. đổi lại là người khác khẳng định đã sớm đánh cho một trận tơi bời rồi, nhưng mà vị trước mắt này giúp hắn quá nhiều, lại còn để cho hắn thành công đột phá nữa, vậy cho nên mới khuyên can một chút mặc dù cũng rất là muốn đối phương trở thành muội phu của mình nhưng mà rõ ràng cái chuyện này là tuyệt đối không thể thần là con cháu lạc gia hơn nữa còn là huyết mạch hạch tâm nhất không thể nào thay đổi vận mệnh của muội muội được huống chi một cái tên tiểu nhân vật nho nhỏ chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong như ngươi vậy cho nên còn là đừng có suy nghĩ nữa nghĩ thêm nhiều đau lòng sẽ càng nhiều hắn cũng lại chẳng có muốn thực sự vất vả công nhận một vị bằng hữu sau đó lại bởi vì sự tình của muội muội hắn mà rơi vào bên trong nguy cơ ừ? Trường mắt ta Ờ cái này thì chưa chắc Hai chữ duyên phận đúng là hơi khó nói Trường huyền nhịn không được mở lời Hắn cùng với Lạc Nhược Hy nhận biết trong dãy núi mênh mông, nếu như mà không có những linh thú đó, không có tâm huyết của hắn dâng lên, vậy nhất định phải giúp nàng ấy một tay. Khả năng liền không có hai người quen biết nhau như vậy được, mà cũng chẳng thể nào hiểu nhau. Hai chữ duyên phận, nghe thì rất kỳ diệu, nhưng mà thường thường ngay ở trong nháy mắt. Người biết không, Trước đó cũng lại có không ít người đã nghĩ như vậy Đều đã bị ta đánh cho tàn phế đó Cũng có một số kẻ lại bị trường thuần đánh cho phế Hừ một câu là khuyền thanh đang muốn nói tiếp Đột nhiên lại nghe một tiếng kèn kẹt, kẹt Cửa chính trước mắt từ từ mở ra Ngay sau đó từ bên trong đi ra một vị thanh niên mặc trường bào Hai vị sư huynh, lão sư cho mời Đi tới trước mặt, thanh niên lại ôm quyền, dáng vẻ cung kính Lão sư của ngươi, vậy ngươi nói là phong trọng thuyền đại sư sao là khuyển thành xứng sờ còn mắt lại nhịn không được sáng lên vâng không sai gật đầu trên mặt thanh niên lộ ra vẻ tự hào phong trọng thuyền đại sư từ trước tới nay thần long thấy đầu không thấy đuôi ta nghe nói trường thuần liên tục bái kiến qua bảy lần cũng lại ăn bế môn canh vậy tại sao bây giờ lại muốn gặp ta là khuyển thành kích động suýt một chút nữa thì nhảy lên người trương gia cực kỳ tôn trọng thiên cơ sư. Cái vị phong trọng thuyền đại sư này lại càng là người lợi hại nhất toàn bộ thánh tử điện. Trương Thuần đã từng rất nhiều lần tới đây bái kiến, lại là một mực bị cự tuyệt bên ngoài. Mình ngay cả danh thiếp cũng chưa có phát, đối phương liền đã phái người tới đón. Vậy chẳng phải là đại biểu, vượt qua đối phương rất nhiều sao? Như vậy mà nói, sau này gặp phải cái tên Trương Thuần kia, liền có thể chế nhạo hắn một phen. Người đã suy nghĩ hơi nhiều, không phải là muốn gặp người, lão sư là chỉ đích danh muốn gặp đó là vị tiểu hữu bên cạnh người thấy bộ dạng của hắn thanh niên kia lại khinh thường khoát tay áo Hử? Ừ? tá trường huyền lại sửng sốt tại sao hắn vừa mới vác mặt tới ngay cả đối phương là ai cũng đâu có biết tự nhiên lại gặp mình làm gì ta cũng không rõ ràng lắm đâu đi qua là biết thực ra thì thanh niên kia cũng cảm thấy hơi chút khó tin lấy thân phận của lão sư, xem như là thánh tử điện quyền điện chủ cùng với những trưởng lão, nói không thể nào nể mặt được thì cũng chẳng có biện pháp gì. Bây giờ, hắn lại muốn gặp một tên tân sinh không có bất cứ danh khí nào, thoạt nhìn chỉ chừng là có 20 tuổi, càng lệnh mình tự mình ra nghênh tiếp. Trong lòng hắn cũng tràn đầy sự nghi ngờ. Nếu như đối phương giống như là vị tiểu công chúa kia, nắm giữ thực lực siêu tuyệt, ngược lại thì cũng thôi chỉ là có xuất khiếu cảnh đỉnh phong ở một địa phương khác coi như cũng là một thiên tài nhưng mà ở bên trong thánh tử điện này vừa nắm là ra cả một bó to không đáng kể chút nào muốn gặp trương sứ không chỉ là trương huyền cảm thấy kỳ lạ mà ngay lạc huyền thanh cũng mở to hai mắt ra mà nhìn thế mà còn tưởng rằng rốt cục là có cơ hội ở trước mặt trương thuần kia biểu hiện ra một chút không nghĩ tới đối phương muốn là gặp vị bên cạnh được rồi mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng thấy đối phương cũng không biết, Trường Huyền lại cũng chẳng nói thêm lời gì, theo sát sau lưng, nhấc chân đi vào cửa chính. Bên trong thiên cơ đường thoạt nhìn càng thêm cũ kỹ, từng cột cờ cổ quái cắm ở trên mặt đất, góc đại sảnh chia ra làm bốn khu vực nhỏ hẹp, mấy chục người trẻ tuổi đang ngồi bên trong, lại có cầm tiền đồng, có cầm mai rùa, nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, tựa hồ đang thôi diễn cái gì đó. Trước mặt bọn họ có một con giáp trùng Màu đỏ xanh đang bị gác ở trên lửa than nóng rực. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đây là... khinh giáp trùng. Nó có thể sinh tồn trong lôi đỉnh. Trường Huyền tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù chưa thấy qua khinh giáp trùng, lại nhìn qua thư tịch ghi chép. Nghe nói qua những tin đồn. Nghe nói cái loại sinh mạng đó không ăn cơm, không uống nước. Chỉ có dông tố đan sen mới có thể từ trong đất chui ra bên ngoài xông lên trên bầu trời, dựa vào hấp thu lực lượng lôi điện để mà duy trì sinh tồn. Số lượng của con này rất hiếm thấy. Cực kỳ thưa thớt, một chút thuần thú sư muốn tìm kiếm nó cũng không thể nào có được. Ở đây lại còn gác nó lên trên lửa mà nướng, để cho người ta không thể nào hiểu rõ được. Chưa từng nghe nói cái đồ chơi này vẫn có thể ăn á. Coi như là muốn ăn, mười mấy người, một cái con côn trùng lớn chừng ngón tay cái, bé tí như vậy, đâu có đủ để nhét kẽ răng. <laughs> Những cái này là thiên cơ sư bình thường huấn luyện, ngăn các bên trong không gian phong kín, đóng lại lục thức, dùng ý niệm tìm ra các thiên cơ, suy đoán ra khinh giáp trùng sẽ bị lửa than thiêu chết hay là từ trong đó mà leo ra. Thấy hắn nghi hoặc, là Huyền thanh mau chóng chuyển âm giải thích. Mặc dù hắn không phải là thiên cơ sư, nhưng mà vừa mới tới học qua phải biết được tình huống trong đó. Ồ, không phải là để ăn sao? Trưởng Huyền lại kỳ lạ mặt khinh giáp trùng người trên lửa than tùy thời sẽ có thể bị thiêu chết lại là có cơ hội chạy ra hay là thăng thiên cụ thể là sống hay là tử vong không tận mắt quan sát lại là chẳng có kết quả gì giống như là tiết định ngạc nhiên thuộc về nghịch lý làm sao có thể thôi diễn ra thiên cơ được khinh giáp trùng lại có khả năng không sợ lôi đình trên thực tế là chống lại thiên đạo bởi vậy cũng được xưng là thiên cơ trùng phỏng đoán cái loại sinh mệnh này là sinh tử có thể khiến cho người ta càng dễ biết rõ cơ duyên hư vô và mờ mệt, quy luật của thiên đạo vô thường. Tự hồ nghe được hai người này truyền âm, thanh niên kia quay đầu lại, giải thích. Ồ! Trường huyền cái hiểu cái không, lại nhìn con côn trùng trên lửa, nhíu mày một cái. Hỏa diễm nóng bỏng như vậy, cái con côn trùng này hẳn là phải lập tức liền chết á? À? <laughs> chết sao? Thanh niên kia lại cười cười, con côn trùng này đã là ta thôi diễn qua. Nó có thể sống lâu trăm tuổi, không chết được. Lời vẫn còn chưa dứt, liền nghe một tiếng bóng bay nổ bùng vang lên. Khinh giáp trùng nguyên bản nằm ở trên lửa than, đột nhiên lại bành trướng, trong nháy mắt nổ thành bột phấn. Ê, cái này... Trương huyền sau đó nhìn qua, vẻ mặt kỳ lạ. Vậy chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật 100 tuổi của nó sao? Hết chương. Chương 2594-2595 Nhìn trộm vô tội Không trả lời Trương Huyền mà đi tới trước mặt khinh giáp trùng. Hắn nhìn kỹ một hồi, thành niên kia có một chút không dám tin. Năng lực thôi diễn của hắn đã đạt tới bát tinh, không ít chuyện đều có thể xem bói mà ra, không sai lầm chút nào. Còn côn trùng trước mắt này trước đó đã tính toán qua rất nhiều lần, đều là thọ chung mà chết. Làm sao có thể nói nổ liền nổ được? Cái gọi là sống lâu trăm tuổi chỉ là hư tử mà thôi. Đương nhiên không phải là như đối phương nói, ngày hôm nay vừa vặn là sinh nhật 100 tuổi của nó. Hơn nữa, xem như thực sự là cái loại tình huống này cũng lại chẳng có khả năng mới nói xong liền trực tiếp nổ thành bột phấn được. Đứng tại chỗ dầu dĩ một hồi, thực sự lại không hiểu đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này mới không suy nghĩ nhiều, tiếp tục mang theo hai người đi thẳng về phía trước chỉ trong chốc lát đi tới một căn phòng vẫn còn chưa kịp gõ cửa liền nghe bên trong có thanh âm vang lên vào đi ngay sau đó cửa phòng từ từ mở ra trương huyền nhìn vào bên trong chỉ thấy có một lão giả ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh một thanh niên đứng một bên không phải là ai khác đúng là trương thuần mà bọn họ muốn tìm lúc này thương thế trên người hắn đã khỏi khi tức so với trước lại càng thêm tinh thuần giống như lần trước mặc dù bị đánh trong một trận nhưng mà thực lực của hắn tăng lên không nhỏ xem như là ở bên trong họa lại được phúc rồi lạ người nhìn thấy cửa vào là trương huyền vẻ mặt trương thuần lại trở nên tái mét đường đường là thiên tài trương gia bị cái tên gia hỏa không biết tên này mượn tay thú sủng đánh trong một trận tơi bời suýt một chút nữa thì chết tại hạp cốc nhục nhã mãnh liệt muốn sắp nổ tung nhưng bất quá như là nhớ tới sự tình gì hắn vội vã xoay người tràn đầy nghi ngờ phòng lão, vậy người nói quý khách kia chẳng lẽ là hắn sao? Vừa rồi phòng lão đã nói để cho học sinh của hắn đi nghênh đón khách quý, nghe trong tai, thế mà còn tưởng rằng là cường giả nào, còn nằm mơ cũng không nghĩ tới là hắn. Một cái tên tiểu nhân vật chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, may mắn thuần phục được cái con điệu ngục thanh long thú đó, thì hắn mới hung hăng như vậy thôi. Cho dù là có chút vốn liếng, cũng không có đáng để cho vị này ngay cả gia chủ cũng kính trọng thái độ như vậy được không sai phòng lão đứng dậy nhìn về phía trương huyền quan sát tỉ mỉ một phen ánh mắt lại nhịn không được sáng quắc <laughs> quả nhiên là diễn hư thể ừ? cái gì là diễn hư thể vẻ mặt trương huyền lại tràn đầy nghi hoặc mặc dù thiên đạo thư viện không cách nào có thể nhìn ra được tình huống cụ thể của hắn nhưng mà xem qua rất nhiều thư tịch như vậy rồi biết rất nhiều thể chất đặc thù không thuộc về bất cứ một cái nào trong đó nói cách khác chỉ là một người rất bình thường không thể nào bình thường hơn. Không giống với Triệu Nhã cùng với ngụy Như Yên lại có thể kích hoạt ra được thể chất, màu chóng tấn cấp. Diễn hư thể là cái quái gì? Trước kia chưa từng nghe nói qua nhá. Thực sự là có thể chất đặc thù gì thì sẽ không có tiến bộ chậm chạp như vậy. Ngay cả học sinh và bạn gái của ta cũng đâu có sánh bằng. Ừ, uhm, đại diễn 49 đều là một hư, mà ngươi chính là thể chất hư kia. Vút dâu, phong lão lại cười cười giải thích. <cười> dùng phổ thông mà nói là không cách nào dùng thiên cơ thôi diễn. Tới xác định vận mệnh cùng với hướng đi của ngươi. Trường huyền vẫn còn chẳng hiểu gì xảy ra. Thanh niên bên cạnh lại giật mình, khắp khuôn mặt lại đầy là vẻ khó tin. Lão sư, loại thể chất như vậy thực sự tồn tại sao? Ừm, trước kia ta cũng lại tưởng rằng chuyện này chỉ là truyền thuyết thôi. Thẳng đến lần kia, nhận ủy thác của người mới hiểu ra được. Không chỉ là tồn tại mà còn có mấy vị nữa. Phùng lão lắc đầu giống như là không muốn tiếp tục vướng víu trong vấn đề này nữa. Không tin, ngươi có thể suy tính lại một lần. Cái này... Thằng niên kia sửng sốt một chút, cổ tay lại khẽ đảo, lấy ra ba cái tiền đồng. trầm tư một lát lại nhẹ nhàng quăng quăng nó lên. Tiền đồng lại rơi trên mặt đất, không ngừng xoay. Nhưng có điều vẫn còn không triệt để hiển lộ ra quẻ tượng, tất cả lại phát ra những thanh âm tành tạch tành tạch giòn vang xuất hiện những vết rách ngay sau đó cũng giống như là khinh giáp trùng trước đó sắc mặt hắn tái nhợt giống như gặp phải trọng kích thanh niên kia liên tục lùi về phía sau vài bước còn một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra trong nháy mắt hắn hoảng sợ cùng cực khó tin vị trước mắt này rõ ràng đang ở ngay trước mặt vậy nhưng mà sử dụng thiên cơ thôi toán lại là phát hiện ra tựa như hư vô căn bản không tính ra được nhân quả và lai lịch Thế nào rồi Dường như đã sớm biết được kết quả đó Phòng lão nhìn qua Đúng là suy tính không ra Hít sâu vài hơi Hóa giải thương thế trong cơ thể thanh niên kia cắn răng nói Ừ không sai Quả thực là suy tính không ra Bởi vì hắn là hư vô Không chỉ là vận mệnh Ngay cả sự tình đã làm trước đó Thậm chí phương hướng về sau muốn tiến lên Không cách nào có thể tính toán ra được Phòng lão nói Điều này... Vẻ mặt chấn kinh, thanh niên kia bây giờ mới chợt hiểu. Rõ ràng vì sao lão sư lại muốn đích thân tiếp kiến vị này. Diễn hư thể là thể chất đặc thù thích hợp trở thành thiên cơ sư nhất. Trong lịch sử, cho dù là có, cũng chỉ là giải rác hơn 10 người mà thôi. Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái vị trước mắt này là một người. Tính toán không ra lai lịch. Nghe xong phương trò chuyện, Trường Huyền lại nhíu mày. Có điều, thời gian không dài, liền hiểu ra. Sở dĩ hắn không cách nào có thể bị thôi diễn ra được, đoán không sai, chắc là bởi vì thiên đạo thư viện. Có thứ đó thì mình chính là thiên đạo, che đậy thiên cơ, làm cho người ta không thể nào phát giác. Hẳn là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nói cách khác, căn bản không phải là cái gọi là diễn hư thể. Không sai. Không cách nào có thể suy tính được lai lịch, vậy chẳng khác nào thân bên trong sơ hở của thiên cơ. Cái loại người này, một khi trở thành thiên cơ sư, thôi diễn ra tương lai, tính toán thiên hạ, sẽ không gặp phải phản phệ gì, thành tựu vô hạn. Còn mắt phòng láo lại sáng ngời. Thiên cơ sư thôi diễn tương lai, tương đương với tiết lộ cơ mật của thiên đạo, tất nhiên cũng sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên cơ sư lợi hại thường thường đều sẽ không được chết trong yên lành. Suy tính việc nhỏ, bằng vào thực lực cùng với tầm mắt của mình, có lẽ vẫn có thể lẩn tránh, không bị ảnh hưởng. Nhưng việc lớn thường thường chịu tới xâm hại, cuối cùng lúc độ kiếp bị oanh kích thành cặn bã, hài cốt không còn. Bởi vậy, thiên cơ sư thoạt nhìn nở mày nở mặt, thần bí, nhưng mà trên thực tế, tương đương với đang rình coi thiên đạo, so với những nghề nghiệp khác lại càng thêm nguy hiểm hơn. Diễn hư thể, tương đương với thể chất sơ hở, coi như là thiên đạo cũng không thể nào tính toán, nhìn trộm sẽ không bị trừng phạt, nhìn trộm vô tội, chính là thể chất thích hợp nhất để làm thiên cơ sư. Trước đó không có chú ý Trương Thuần lại để cho ta thôi diễn lão sư cùng với bối cảnh của ngươi, ta mới có thể phát hiện ra có sự đặc thù. Phong lão lại tiếp tục nói. Vẻ mặt Trương Thuần lại nghẹn cho đỏ lên, buồn bực sắp bùng nổ. Hắn bị đánh trong một trận, muốn trả thù, vậy cho nên mới tiêu tốn đánh đổi rất to lớn, tìm kiếm cái vị phong lão này. Muốn đối phương giúp mình một tay, thôi diễn ra lai lịch của đối thủ. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, tính tính toán toán, nhưng mà không những không hề nói ra cho hắn kết quả, mà đối phương lại còn thành khách quý nữa Thế này gọi là thế nào Người chính là thân diễn hư thể Thích hợp với trở thành thiên cơ sư nhất đó Giải thích xong xuôi Phòng lão lần nữa lại nhìn về phía trường huyền Trong mắt lại mang theo đầy sự hưng phấn Thế Người có bằng lòng làm thân truyền của ta không Hay là bái ta làm thầy Phòng lão thu học sinh vô số Nhưng thân truyền của hắn vẫn không có ra mặt Trừng Thuần lại nhảy nhảy. Dù rằng sức chiến đấu của Thiên Cơ sư không hề mạnh, nhưng thân là một chức nghiệp thượng cửu lưu, địa vị vô cùng kính trọng, xem như là gia chủ cũng phải lễ ngộ ba phần, nhất là cái vị phong lão này, càng là cường đại nhất bên trong đó. Trường Huyền thực sự thành đệ tử thân truyền của đối phương, tương đương với thân phận không thua kém gì với hắn, lại muốn báo thù, chắc chắn là khó khăn. Thân truyền sao? Thanh niên bên kia cũng lại rất hâm mộ. Mặc dù hắn là học sinh của lão sư, lại chỉ là học sinh giảng bài mà thôi, không phải là thân truyền. Không đột phá được tầng thân phận đó. Chỉ sợ trong đời này, thiên cơ sư bát tinh liền đi tới đỉnh phong, không cách nào có thể tiến bộ. Nhưng bất quá cái loại thể chất này, hâm mộ thì cũng vô dụng thôi, học không có được. Không nghĩ tới, đối phương vừa thấy mặt liền đã muốn thu đồ. Trường huyền lại nhíu mày, không vội vã cự tuyệt, mà cũng lại chẳng cho thấy thái độ của mình, mà mang theo nghi ngờ nhìn qua. Diễn hư thể rất ít sao? Đúng rồi, cực kỳ thừa thớt. Toàn bộ cái đại lục này, ta biết tổng cộng thêm người nữa thì hết thầy chỉ có khoảng bốn người thôi. Phòng lão giải thích. Bốn người? Vậy không biết là bốn người nào? Không nghĩ tới, trừ hắn thì còn có ba người nữa. Trường Huyền lại nhìn không được có một chút hiếu kỳ. Trường Thuần cũng lại dừng lại suy nghĩ lung tung, đồng loạt nhìn qua. Vị này chắc là Lạc Gia, Lạc Huyền Thanh đây, không trả lời, câu Trương Huyền hỏi, phòng lão lại đột nhiên nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Huyền Thanh gặp qua phòng lão. Là Huyền Thanh mau chóng ôm quyền. Đúng rồi, không cần khách khí. Lần trước, tiểu công chúa bị phong ấn tu vi rời đi, quý gia chủ cũng đã từng để cho ta giúp một tay suy tính đó. Ta không thể nào cảm giác ra hành tung xác thực của nàng ấy. Đoán không sai, nàng ấy cũng chính là diễn hư thể. Phòng lão nói, Mụi mụi của ta cũng như vậy sao Lạc Huyền Thành sững sờ Trước đó liền đã cảm thấy kỳ lạ Tại sao sau khi muội muội rời đây, gia tộc lại tìm không ít thiên cơ sư, lại thẩm tra không ra? Nguyên nhân chính là bởi vì việc này mới lại có thành kiến với thiên cơ sư, lại tưởng rằng họ gạt người. Không nghĩ tới, muội muội của hắn lại là cái loại thể chất đặc biệt đó. Phòng lão gật đầu. Vậy, hai vị khác thì sao? Trương Thuần hỏi một người khác là diễn hư thể chất nhất mà ta đã từng thấy, cũng chính là vị tiểu thiên tài đó của trương gia các người. Vô luận suy tính thế nào cũng không biết được bất cứ tung tích gì của hắn. Thực sự giống như là hắn không hề xuất hiện qua. Phòng lão nói. Hắn sao? Trường Thuần lại gật đầu, nhất thời thờ vào nhẹ nhõm. May mắn tiểu thiên tài là loại thể chất này, nếu như không là Huyền Thành khẳng định sẽ không ngừng đắc ý trước mặt hắn vị cuối cùng là một nữ tử cùng với trường sư tuổi tác tương đương rất là thần bí mạnh mẽ mấy tháng trước đã từng gặp qua một lần nhưng đáng tiếc là chưa từng nói chuyện đã biến mất không thấy đâu lắc đầu phòng lão lại cười khổ ồ trường huyền lên tiếng lông mày nhăn lại một mực nghe nói tiểu thiên tài lợi hại như thế nào như thế nào vừa nói như vậy mới hiểu ra được quả thực rất là lợi hại cũng giống như mình không ai có thể thôi diễn Khó chắc có thể Trang bức một mực không xuất hiện. Ngay cả anh vợ giống như là Lạc Huyền Thanh đây cũng lại không biết được hắn ở chỗ nào. Mà không đúng. Người nói ta là diễn hư thể. Không cách nào có thể thôi diễn lai lịch cùng với hành động. Vậy, vừa rồi ta cùng với Lạc Huyền đi tới cửa. Người làm sao có thể biết được? Hơn nữa để cho người đi nghênh đón. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trường Huyền lại nhịn không được nhìn qua. Mình đã không cách nào có thể suy tính. Đối phương làm sao có thể biết lúc này mình tới? Hơn nữa, làm sao biết được bên cạnh mình đang ở ngoài đại sảnh mà trực tiếp mở cửa ra? Điều này không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi thăm về vấn đề này. Phòng lão dừng lại một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Ngươi không có biết sử dụng thần thức sao? Nơi này cách cửa chính gần như vậy, thần thức có thể tùy tiện lan tràn qua đó nha. Hết chương chương 2596 597 Hy Thánh Quy Sát. Chưa đi tới trước cửa, liền đã có người ngânh đón, lại còn thêm thân phận thiên cơ sư, để cho hắn trước thời hạn cảm giác được có sự thần bí. Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ta chỉ là đơn giản dùng thần thức mà thôi. Cái đồ chơi này chỉ cần vượt qua thánh vực nhị trọng, người người đều có. Giống như là con mắt, bên trong phạm vi bao phủ, cái gì lại cũng có thể nhìn được rõ ràng phát hiện ra hai người này tới liền dễ như là trở bàn tay thế nào vậy có bằng lòng làm học sinh của ta hay không giải thích xong xuôi ánh mắt của phong lão lần nữa lấp lánh nhìn qua công chúa lạc gia thiên tài trương gia cùng với nữ tử thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đó muốn nhận làm học sinh khẳng định là không được nhưng vị trước mắt này đây lại có cơ hội rất lớn một khi thành công chức nghiệp thiên cơ sư tất nhiên sẽ giống như trước lần nữa giành chấn thiên hạ Thực sự là không tiện đâu Tại hạ đã có sư đạo truyền thừa rồi Không tiện nhận người khác làm thầy nữa Trương huyền lắc đầu Hay Lão sư dương huyền kia của ngươi Ta cũng đã may mắn gặp qua một lần rồi Mặc dù tính tình hơi có chút cổ quái Nhưng mà chỉ là truyền thụ thiên cơ chức nghiệp thôi Là một lão sư phụ tu Chắc là hắn sẽ không có nói nhiều gì đâu Cũng không vì hắn cự tuyệt mà tức giận Phòng lão nói tiếp Cái gì Dương Huyền, Phòng lão, đây là y tứ. Lão sư của trường sư là dương sư ở bên trong tổng bộ danh sư đường sao? Trường huyền chưa kịp mở mồm nói chuyện. Trường thuần một bên thân thể chấn động. Ngay cả lạc huyền thanh cũng trợn mắt lên. Trên đường nói qua chuyện dương huyền. Nhưng mà vị trước mắt này đâu có nói nhiều. Lúc nào thì thành học sinh của hắn vậy? Thực sự là vị này liền đã có thể hiểu ra. Tại sao đánh trường thuần cũng lại không hề e ngại. Dù rằng Trương Gia mệnh danh đại lục đệ nhất gia tộc, nhưng mà ở trước mặt tổng bộ danh sư đường, thực sự là thua kém rất nhiều. Dương Huyền chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão, địa vị cao, trừ vị trí hội trưởng mấy ngàn năm qua một mực trống rỗng kia, chỉ sợ không ai bằng. Bởi vì liên quan tới trương sư, sư thừa của hắn cũng lại không thể nào thổi diễn. Bất quá lấy quyền hạn của ta, rất dễ dàng tra ra được lai lịch. Từ thiên huyền vương quốc từng bước đi tới, một mực tự xưng là học sinh của Dương sư, trừ cái vị này ra, ta cũng lại nghĩ không có già. Đến tổ cùng là vị danh sư nào lại có khả năng dạy dỗ ra một vị đệ tử lợi hại như vậy chứ. Phòng lão cười nói. Suy tính không ra lai lịch của đối phương, vẫn có thể nhìn ra được tư liệu. Vị trường sư này đã từng rất nhiều lần nói với người ta, lão sư của hắn chính là Dương Huyền. Điều tra đâu có khó. Ờ, ta... Trên đầu Trương Huyền lại toát ra đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước, hắn chỉ là giả mạo học sinh của Dương Huyền thôi, tưởng rằng chỉ là một cái tên hư ảo, thích dùng thế nào thì dùng thế đó. Hiện tại, cái người này thực sự tồn tại trước mặt người, thậm chí lại còn địa vị rất cao nữa. Đúng là hơi có chút nhức đầu. Ngộ nhớ bây giờ hắn chạy tới, nói không có cái người học sinh này, nói dối liền sẽ trong nhai mắt bị đâm thủng. Không còn cái ô dù này nữa, chỉ sợ thời gian ngắn như vậy, người sẽ biến thành bộ, dạng, bị người ta soi xét. Tại sao lại tiến bộ nhanh? Chỉ điều này cũng sẽ bị vô số người chụp tới làm con chuột bạch mà nghiên cứu thôi. Thế nào chứ? Thấy trên mặt hắn biểu lộ ra biến hóa, phòng lão lại còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ điều gì. Lần nữa lại cười, cười cười. Nếu như mà người vẫn còn lo lắng, vậy ta có thể đưa tin cho Tổng bộ Giang Sư Đường để mà trưng cầu ý kiến của Dương Sư đi. Ấy, cái này... Lông mày nhảy nhảy, trùng huyền vội vã mở lời. Cảm ơn phong lão ưu ái Tại hạ lại chưa hề tiếp xúc qua với thiên cơ sư Lại muốn xem trước thư tịch liên quan một chút Lại có thể thuận lợi học tập Vậy thì sẽ không chối từ Học tập nếu như không được Thực lại không nguyện ý để thanh danh của phong lão bị hao tổn Trường huyền lại bất đắc dĩ nói Chỉ là cùng với lạc huyền thanh đến tìm người đánh chơi Kết quả là bị lôi kéo làm học sinh Hơn nữa thiệt tình như vậy Không đáp ứng lại còn nói Dương huyền dương huyền cái gì Ai, Do người quá ưu tú, đi đến chỗ nào cũng trở thành bất đắc dĩ mà thôi. Yên tĩnh là một người bình thường là khó khăn thế sao? Thôi được rồi, trước tiên đi đọc sách đã, học xong các loại thư tịch, đến tôi cùng ai thu ai làm học sinh, đúng là không nhất định. Người muốn đọc sách sao? Thầy hắn không cự tuyệt, phòng lão lại thở ra một hơi, một bộ lại người khẳng định là thiên phú tuyệt cao đối với ta, sau đó cười cười. <laughs> Thư tịch thiên cơ sư là đủ những loại chủng, số lượng cực kỳ nhiều. Người muốn học tập tuyệt đối không phải là ngày một, ngày hai. Thật ra thì muốn biết là người có thiên phú hay không, khỏi cần phải phiền toái như thế đâu. Ta chỗ này có một thủ đoạn đo lường thiên phú thiên cơ sư, lại có thể tùy tiện đo lường ra thiên phú của người cụ thể là như thế nào. Thủ đoạn đo lường Trương Huyền cao mày. Đúng như vậy. Ngọc Thần đâu? Đi mời quy sát đi tới Phòng lão sùa tay Vâng Một bên Thanh niên kia lại xoay người đi ra ngoài Thời gian không dài Hắn thận trọng nâng ra một cái quy sát Cái quy sát này cực kỳ cũ kỹ Phía trên lít nha lít nhít những vết rách Màu nâu xanh Vẫn còn chưa tới trước mặt Liền cảm thấy không gian rung động Giống như là có thể ghi chép lại đại đạo bí ẩn Thôi diễn ra sự tình muốn biết Cái này Chẳng lẽ là hy thánh quy sát sao Trương Thuần một bên, con người lại co rút. Ừ. Hì Thánh là cường giả còn cổ hơn cả khổng sư. Quan sát quy sát, tìm hiểu thiên đạo mà sáng chế ra chức nghiệp thiên cơ sư. Trong rất là nhiều bảo vật mà hắn truyền thế thế gian, nổi danh nhất chính là quy sát. vuốt vuốt trọng dâu, phòng lão mỉm cười món bảo vật này được xưng là trọng bảo thư nhất của thiên cơ sư trưng bày ở chỗ trọng yếu nhất của công hội dùng để thôi toán vận thế của đại lục thiên địa hưng suy ta tự nhiên không có tư cách sử dụng được trước cái này chỉ là thiên cơ sư cửu tinh đỉnh phong cơ thiền lão nhân luyện chế hàng nhái nhưng bất quá chớ có xem thường cái hàng nhái này nằm đó bốc thương cổ thánh chỉ định ở chỗ này xây dựng thánh tử điện chính là dùng cái quy xác này tiến hành thôi toán số mệnh vài vạn năm tập hợp tại đây kéo dài không suy, có thể thấy được năng lực của nó. Mọi người nghe vậy gật đầu, Trường Huyền cũng âm thầm kinh hãi. Một địa phương trong thời gian ngắn tập hợp linh khí, tài vận, trận pháp sư lợi hại cũng có thể làm được. Nhưng mà muốn mấy ngàn năm, vài vạn năm, trường thịnh không suy như vậy, sơn hà biến thiên, thương hải tăng điền cũng lại không hề sửa đổi, cũng không phải là bọn họ có thể hoàn thành. Phải tìm kiếm một đường sinh cơ bên trong thiên địa mới có thể là một điểm đó, cũng có thể là một phiến khu vực đó. Cái quy xác này lại có khả năng thôi toán ra, tuyệt đối được cho là trí bảo. Cái quy xác này truyền thừa 121 đời rồi. Thiên cơ sư cửu tinh đỉnh phong xuất hiện là tới 102 vị. Tất cả đều dùng qua nó, tiến hành thôi toán. Ẩn chứa ý niệm của lịch đại tiên hiền. Chỉ cần chạm tay vào, lại có thiên phú hay không, nhìn một cái là có thể biết ngay nhẹ nhàng vuốt ve cái quỳ xác cũ kỹ, phòng lão nhìn qua. Đưa tay chạm vào là liền có thể biết được sao? Không nghĩ đối phương lấy ra đồ vật trân quý như vậy mà tới đo lường thiên phú cho mình. Biết trốn tránh không được nữa, Trường Huyền lại dò hỏi. Ừ, nếu như mà ngươi không tin, ta có thể để cho những người khác đo thử cho ngươi xem. Mỉm cười, phòng lão nhìn về phía Trường Thuần cách đó không xa, Mấy năm qua ngươi vẫn muốn cùng với ta học tập Nhưng mà ta đâu có bằng lòng Thậm chí thấy mà cũng không thấy Cũng không phải là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi Mà là quả thực Ngươi không có thích hợp với nghề nghiệp này Đưa tay qua đây Cũng để cho ngươi hết hy vọng đi Cái này Không nghĩ tới Tự nhiên đối phương lại lấy mình ra làm ví dụ nhân vật phản diện Ra mặt Trường Thuần lại co giật Dù rằng trong lòng không vui cho lắm Nhưng mà vẫn phải đi lên phía trước Xòe bàn tay ra chậm rãi sửa lên trên quy xác quy sát yên tĩnh như là cảm nhận được người sống chạm tới vết rách màu nâu xanh xuất hiện phóng ra hào quang trói sáng quang mang dọc theo khe hở chảy xuôi phát sinh ra thanh âm đặc thù rất nhanh hai cái phủ văn đặc thù xuất hiện trước mặt mọi người nhìn thấy những chữ viết đó phòng lão nhẹ nhàng cười một tiếng ngọc thần người giúp mọi người đọc lên đây vâng Thanh niên tên là Ngọc Thần kia đi tới trước mặt đám người. Những phù văn này là ý tứ chỉ là tư chất bình thường, vô duyên với thiên cơ. Đại biểu cho bình thường. Vậy nếu như thiên phú rất mạnh, vậy thì sao? Trường Thuần không cam tâm. Đương Kim gia chủ cùng với trưởng lão trong tộc rất là mê tín thiên cơ. Nếu như mà hắn có khả năng học tập, hơn nữa nắm giữ năng lực cực kỳ mạnh, sau khi trở về tất nhiên sẽ được coi trọng Rất nhiều trực tiếp tấn cao lên cao tầng cũng lại chưa biết chừng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới 5 lần 7 lượt không ngừng tới đây. Vốn lại còn cho rằng đối phương chỉ tiến hành khảo nghiệm đối với hắn mà thôi, không nghĩ tới đã sớm biết thiên phú của hắn không được. Thiên phú của thiên cơ sơ chia ra làm 6 loại, theo thứ tự là thấp, bình thường, hợp lệ, tốt, ưu tú và tuyệt đỉnh. Ngọc Thần lại giải thích. Nếu như mà không nhận ra ký tự đại biểu cho ý nghĩa Muốn biết thiên phú của người như thế nào cũng lại là cực kỳ đơn giản. Số lượng ký tự càng nhiều đại biểu cho thiên phú càng cao. Một ký tự là thấp, hai cái là bình thường. Cứ như vậy mà suy ra, khi xuất hiện sáu ký tự thì chính là tuyệt đỉnh. Giải thích xong xuôi, bàn tay hắn đưa về phía trước nhấn một cái. Thanh âm đồng dạng vang lên, chỉ là bất quá số lượng càng nhiều, ngay sau đó ánh sáng chói mắt, năm chữ chậm rãi hiện ra. Ừ, ưu tú nuốt ngụm nước bọt, trường thuần lại tràn đầy chấn kinh. Ngọc thần này thấy hắn bao nhiêu lần, vốn lại còn cho rằng hắn chỉ là do vận khí tốt, được phòng lão vừa ý, không nghĩ tới thiên phú của hắn lại cao như vậy. Thiên phú ưu tú cũng chỉ là học sinh giảng bài mà thôi, không phải là thân truyền. Hắn là bình thường, nghĩ thì cũng khỏi cần phải nghĩ. Vậy ta có thể thử một chút hay không? Là quyền thanh đi tới, bàn tay đụng một cái cũng xuất hiện hai chữ, giống như là trường thuần từ chất bình thường. Hờ, vậy là tốt rồi. vậy trương sư, người thử một chút đi. biết thiên phú của mình cũng lại chẳng thua trương thuần, là huyền thanh rất thỏa mãn, hắn lại cười hồ hố một tiếng, sau đó quay đầu nhìn qua. vậy được rồi. biết không né được, trương huyền đành phải kiên trì đi tới. vừa rồi vừa mới nói, có thiên phú thì phải bái đối phương làm thầy đó, vậy chẳng lẽ thực sự muốn trở thành học sinh của đối phương sao? Thực sự như vậy đúng là quá buồn bực rồi. Thực sự nếu như không được nữa, vậy thì phải nhìn xem thiên đạo chân khí lại có thể che giấu hay không. Thấy hắn tiến lên, trong mắt phong lão bắn ra vẻ hưng phấn. Diễn hư thể, cái loại tồn tại trong truyền thuyết thế này, đến từ cùng là có khả năng phóng ra bao nhiêu phủ văn, xem như chính hắn đây cũng không có tiền lệ kiểm chứng. Nhưng mà có điều, theo như hắn biết, số lượng tuyệt đối có khả năng vượt qua 6. Trong ánh mắt mong đợi, bàn tay của Trương Huyền lại rơi vào trên quy xác ánh sáng chảy xuôi trên quỳ xác giống như là trương thuần vừa rồi chỉ bất quá càng thêm chói mắt giòn vang lít nha lít nhít liên tiếp vang lên tựa như là giang đậu vậy nhiều thanh âm như vậy đây sẽ là xuất hiện bao nhiêu phủ văn Con mắt đỏ lên nắm đấm của trương thuần lại không tự chủ được siết chặt vừa rồi hắn chỉ là chạm tới hai tiếng mà thôi xuất hiện đúng hai chữ ngọc thần kiểm tra lại vang tới 5 tiếng xuất hiện 5 chữ nhưng mà cái tên gia hỏa trước mắt này hắn đã vang tới mấy chục lần rồi, sẽ không phải là muốn xuất hiện mười mấy chữ thật chứ. Nếu như mà như vậy thì quá là nghịch thiên rồi. Tràn đầy chấn kinh, đang không biết nói cái gì cho phải, chỉ thấy phong lão một bên vẻ mặt biến đổi, vội vã chạy tới. Nhưng bất quá, đã muộn rồi, cái quy xác nổ tan thành bột phấn. Hết chương. Trường 2598, 2599, phòng lão bi thảm. da mặt run lên, trường huyền bối rối, đợi tại nguyên chỗ. Thu tay lại cũng không phải, không thu thì cũng không phải, không biết phải làm thế nào cho phải. Có thiên phú thì liền có thiên phú, không có thiên phú thì liền không có thiên phú. Người nổ làm cái gì chứ? Ta chỉ là vận dụng một chút thiên đạo chân khí mà thôi, tiến hành muốn ngụy trang một chút, là còn mượn một chút lực lượng thư viện. Cái khác lại đâu có thi triển ra. Nhìn cái bộ dạng vừa rồi phong lão lấy ra cái thứ này, giống như là bảo bối dài truyền của hắn. Nổ tan thành bột phấn như thế này, làm sao mà không tìm mình liều mạng cho được. Đang không biết làm thế nào cho đúng, liền thấy cái lão già hỏa vừa rồi, một mặt là đầy ý cười. Chẳng biết từ khi nào đi tới trước mặt, nhìn cái quy sắc vỡ tan trên mặt đất, da mặt không ngừng run run, dường như là phát điên tới nơi rồi. Lão sư, cũng là không nghĩ tới bây giờ sẽ xuất hiện cái loại kết quả như vậy. Ngọc Thần lại bị dọa đến nỗi không dám nói ra một lời nào. Tầm quan trọng của cái thứ này đối với lão sư, người khác lý giải không có sâu, nhưng mà hắn khắc sâu vô cùng rõ ràng. Bây giờ nó vỡ tan thành bột phấn, tương đương với trực tiếp muốn cái mạng già của hắn rồi. Quỷ xác quỷ xác của ta. Quả nhiên, phòng lão lại không ngừng run rẩy bàn tay đưa tới, vuốt về bá vụn đầy đất, tự nhiên là trong nháy mắt già đi không biết là bao nhiêu tuổi. Phòng, phòng lão không phải là hắn cố ý đâu nếu như không ta sẽ nghĩ ra biện pháp tìm người giúp người dán lại được không người nhìn cái này của ngươi vốn là đã có rất nhiều vết rách rồi thực ra nó cũng đã sắp hỏng năm ngoái ta ở trần gia thôn nhận biết một thợ thủ công hắn thủ công rất là tinh xảo giá tiền cũng lại là phải chăng Già trẻ không gạt vậy không bằng ta sẽ giới thiệu hắn cho ngươi là khuyên thanh màu chóng an ủi phòng lão nhìn không được nữa hắn phun ra máu tươi <cười> <cười> Liếc anh vợ một cái Trường Huyền không còn gì để nói Không biết an ủi người Thì đừng có mà an ủi nữa có được không Cái loại quỳ sát cấp bậc này Vô cùng trân quý Người dán lại sao Làm sao mà dùng được nữa Phòng lão Cái này đã bể nát rồi Vậy thì xin đừng thương tâm Quy xác mà thôi Ngày mai ta sẽ bắt cho ngươi vài con rùa đen nha Muốn làm mấy cái thì làm mấy cái Thịt vài con vẫn có thể nấu canh được Xì sì từ một chút, Trường Huyền thành khẩn nói. Phòng lão lại phun máu càng nhiều. Ờ, nếu như không, ta sẽ giúp người làm lại một cái cũng được. Thấy càng an ủi, đối phương lại càng thổ huyết. Trường Huyền lại không biết phải nói thế nào nữa. Vượt rồi, ta lại chỉ chạm tay một chút. Thiên đạo thư viện thuận tiện hình thành thư tịch. Mặc dù cái này của quy sát là truyền thừa rất lâu đời, cấp bậc cũng rất cao, nhưng mà thiếu hụt cũng lại là không ít chỉ cần bằng lòng đi làm thu thập đầy đủ thư tịch hắn chắc chắn có khả năng lần nữa làm ra một cái tương đồng thậm chí cấp bậc còn cao hơn nghĩ tới điều này ý thức lần nữa đi vào bên trong thư viện ý định tiếp tục nghiên cứu phục chế quy sát khả năng có bao lớn liền ngay thanh âm tràn đầy khẩn trương của ngọc thần vang lên lão lão sư thanh âm phát run dường như mang theo khủng hoảng cực kỳ lớn nghe hắn kêu là lo lắng phòng lão lại tràn đầy đau thương quay đầu lại người Nhìn kìa Ngọc Thần lại chỉ chỉ vào đỉnh đầu Phòng lão vội vã ngẩng đầu Sau đó còn người thu hẹp Thấy biểu lộ hai người kỳ lạ Mấy người trường huyền cũng lại ngẩng đầu lên Vừa nhìn tất cả lại kìm lòng không được mà ngẩn cả người ra Chỉ thấy trên đầu Nóc nhà giống như là một cái mai rùa Giờ phút này cũng đã xuất hiện vết rách to lớn Chậm rãi lan tràn lên trên Phủ văn cùng với trận pháp bốn phía Cũng lại để cho củng cố Một chút tác dụng bây giờ cũng lại chẳng còn Hình như gặp phải một loại lực lượng gì đó không thể nào nghịch chuyển Tại sao lại có thể như vậy chứ Không để ý tới việc thổ huyết Phong lão lại cào cái đầu ra Hì thánh quỳ sát Nói nổ là nổ Có thể nói niên đại nó quá cổ rồi Thôi toán quá nhiều người rồi Nhận lấy thiên đạo trừng phạt Nhưng mà cái này thì sao Hào tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây ra Dị thường chắc chắn xem như là thánh vực bát trọng đỉnh phong có đi xuống toàn lực công kích đi nữa thì cũng lại chẳng có chuyện gì thế nào tự nhiên lại muốn sụp đổ rồi dừng lại dừng lại gào lên bàn tay bỗng nhiên lại hướng lên chộp tới muốn ngừng lại trận pháp sụp đổ bảo vệ cái phần cơ nghiệp quý giá này bất quá trần khí sông lên vẫn không làm dịu ra được trận pháp cùng với phòng ốc sụp đổ hình như có một cỗ lực lượng không biết tên xâm nhập không phải là sức người có thể chống lại nổi Trước mặt cái loại lực lượng này, thánh vực cửu trọng cũng chỉ là con sâu cái kiến, cái gì lại cũng không bằng. Không chịu nổi, liên tiếp nổ vang, vô số nhàm thạch từ bên trên trượt xuống. Có rất nhiều thiên cơ sư trước đó đang minh tưởng, tất cả lại giật hết cả mình, đồng loạt mở mắt, nhào nhào trốn ra bên ngoài. Đám người trường huyền trốn cũng không phải, không trốn thì cũng không phải, đành phải tế ra chân khí, hình thành vòng tròn phòng ngự, chặn lại đá vụn phía trên rơi xuống đầu khói bụi dâng lên, kiến trúc nguyên bản có một chút xa xưa, không đến một phút liền đã biến thành một đống phế tích, ẩn chứa trong đó đủ những loại trận pháp, cũng lại hủy đi không còn gì. Cái... cái này... Trường Huyền lại nháy nháy con mắt. Thực ra, tại sao lại không bền chắc như vậy chứ? Nếu như mà đổi thành một người bình thường, còn không phải là tại chỗ mà đập chết sao? Bên ngoài, kiến trúc mai rùa này trông rất là đẹp mắt không nghĩ tới trông thì ngon mà không có dùng được như vậy may mắn mà thực lực ta mạnh nếu như không cứng rắn mà đập cái đống đá đó lên đầu người bình thường có bao nhiêu cái mạng lại cũng gánh không nổi lần nữa run rẩy phòng lão lại nôn ra một ngụm máu to lão sư vậy đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì vội vàng đi tới trước mặt ngọc thần lại tràn đầy lo lắng nhìn qua sợ lão sư quá đau lòng mà tức chết tại chỗ mất đây đây hẳn là thiên đạo phản phệ rồi. Ổn định một hồi, lúc này phong lão mới thở ra một hơi. Hắn nhìn phế tích đầy đất, tràn đầy đau thương. Thi thiên đạo phản phệ? Ngọc thần không hiểu gì. <tôi> thiên cơ sơ, tìm kiếm cơ duyên, đánh cắp thiên địa bí ẩn, tự nhiên bị thiên đạo căm thù đến tận xương tận tủy nhưng chỉ bất quá chúng ta sử dụng thủ đoạn đặc thù che giấu cái loại khí thế này cảm ứng đối phương không cách nào có thể phát hiện ra vừa rồi cái loại thủ đoạn này hình như lại đột nhiên mất đi tác dụng thiên đạo uy nghiêm lại từ nội bộ bắn ra lúc này mới biến thành như vậy đó trần trừ phòng lão nói thân là thiên cơ sư cửu tình, mặc dù quy sát vỡ ra có một chút kỳ quái phòng ốc sập cũng có một chút không đúng nhưng mà cẩn thận thôi diễn ra vẫn có thể biết được lại một chút Bất cứ một nghề nghiệp nào, tu luyện tới đỉnh phong đều sẽ gặp phải thiên địa ghen ghét. Thực sự giống như là xuất khiếu kiếp, động hư kiếp đều là do thiên địa trừng phạt cường giả. Thiên cơ sư nhìn trộm thiên đạo lại càng dễ dàng gặp phải trừng phạt. Nhưng chỉ bất quá, trước thời hạn đề phòng, thực sự giống như là có một vài địa phương đặc thù. Một khi cảnh sát tới, sẽ trước thời hạn giấu kỹ người đi. Thành tính chất giải trí, không dính dáng đánh bạc. Bắt không có được ai, coi như là vi phạm cũng lại không quá mức nghiêm trọng. Cái loại nghề nghiệp này có thể nhìn trộm, tự nhiên cũng đã có đề phòng. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, tầng tầng đề phòng lại còn bị phát hiện ra. Không chỉ là quy sắc bị hủy đi, mà toàn bộ cái thiên cơ đường này của Thánh Tử Điện, vài vạn năm cơ nghiệp cũng đã bị hủy hoại trong chớp mắt. Phòng lão lại tràn đầy đau lòng. Lồng mày Trương Huyền lại giật giật. Thế mà con tưởng rằng quy sắc cùng với kiến trúc này không có chắc chắn. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới là nó liên quan đến thiên đạo. Vừa rồi, hắn mượn nhờ thiên đạo thư viện tới dò xét quy sát. Quy sát đã bể nát, tính toán lại có khả năng điều khắc lại hay không thì điện đường lại sập. Vậy chẳng lẽ cục diện trước mắt này thực sự liên quan tới mình sao? Nếu thực sự như vậy thì hắn liền đúng là có trách nhiệm quá lớn. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đang không biết phải giải thích thế nào cho phải, chỉ thấy phòng lão cười khổ một tiếng, sau đó nhìn qua. Trường sơ, ngươi không cần phải tự trách mình làm gì. Chuyện này không có liên quan gì đến ngươi đâu. Có thể đây là do thiên cơ đường chúng ta gần đây buông lỏng, có sự tình gì đó không có thôi diễn tới, vậy cho nên mới xuất hiện biến cố như vậy rồi. Dưới tình huống bình thường, nghề nghiệp của chúng ta, mặc dù là có không ít chuyện, nhưng mà cẩn thận một chút, chú ý thiên đạo hài hòa, đúng là hết sức an toàn. An toàn sao? Thấy đối phương vẫn không trách tội mình, lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi nhẹ nhóm. Sự tình thiên đạo thư viện khẳng định không thể nào nói ra, đối phương đã không phát hiện ra được, vậy thì điệu thấp cho nó thỏa đáng. Còn đối phương thiệt hại, hãy tìm ra cách khác nào đó để nghĩ ra biện pháp đền bù cho hắn vậy là được rồi. Đúng như vậy đó, người thấy thì chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cái loại tình huống này vạn năm cũng sẽ không có xuất hiện một lần đâu. Sợ thực sự vất vả lắm mới gặp được một vị thiên tài, lại sinh tâm lùi bước. Phòng lão vội vã giải thích. Không có tên, người cứ nhìn cái tàng thư các bên kia mà xem, nó vẫn lại không có vấn đề gì mà nói xong hắn lại vui vẻ chỉ qua một bên theo phương hướng ngón tay của hắn trường huyền nhìn qua một cái quả nhìn thấy một kiến trúc đứng sừng sững cách đó không xa dù rằng liên kết với kiến trúc mai rùa mà cũng không hề chịu ảnh hưởng gì cả từng giá sách song song bốn phía bụi đất tung bay nơi này lại sạch sẽ như mới đây đều là tàng thư của các người sao ánh mắt trường huyền lại sáng rực chỉ cần đọc sách thôi liền đã có thể ngưng tụ ra thiên đạo công pháp làm cho đối phương chật vật như vậy cũng có thể tiến hành bồi thường cho hắn. Ừ, đúng rồi. Phong lão lại vui vẻ gật đầu, sinh ra ý tự hào. Thánh tử điện thiên cơ đường chúng ta dù rằng nhân số ít hơn những nghề nghiệp khác rất là nhiều, nhưng mà công pháp bí tịch lại không hề kém cỏi chút nào. Hì thánh quỳ sát xảy ra ngoài ý muốn bị hỏng rồi, người vẫn có thể thông qua đọc sách mà học tập, tới đo lường năng lực thiên phú của mình sau. Trước đó, đối phương muốn xem sách, học tập, xác định mình có thích hợp nghề nghiệp này hay không thì hắn không đồng ý, cảm thấy đúng là phiền toái. Hiện tại hy thánh quy sắc đã vỡ vụn ra rồi, coi như là muốn đo lường đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào có thể làm, chỉ có thể sử dụng cái loại phương pháp nguyên thủy nhất mà thôi. Vậy thì được rồi, ta xem trước một chút. Nghe thấy có thể tùy tiện mà nhìn sách, Trường Huyền lại thở vào ra một hơi. Người vẫn còn chưa đi tới trước mặt, còn mắt liền quét tới, Đồng thời trong lòng thì thầm hồ khẽ Chỗ thiếu hụt Lời vẫn còn chưa dứt Liền thấy thư tịch trước mắt giống như là bị đại hỏa thiêu đốt Trọng nháy mắt bừng cháy cho tàn Ngày sau đó toàn bộ cái kiến trúc Cũng giống như là quy xác trước đó Xuất hiện đầy vết rách to lớn Trong vải hơi thở liền sụp đổ xuống Biến thành một đống phế tích Tàng thư các của ta vẻ mặt lần nữa lại đỏ bừng, phòng lão lại phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là muốn phát điên. Đây rốt cuộc là thế nào chứ? Tại sao trong nháy mắt, thiên cơ đường của ta liên tiếp xảy ra chuyện vậy? Nếu như mà một lần, có thể nói là không có giấu giếm được tốt khí tức, bị thiên đạo phát hiện ra. Nhưng mà đây liên tục là ba lần rồi, xem như là chính hắn không biết phải giải thích thế nào cho đúng nữa. Khóe miệng Trương Huyền lại co giật. Đây, đây chẳng lẽ là bởi vì ta muốn xem sách sao? Nếu như mà trước đó hắn vẫn còn không có dám xác định ra thì lần này hắn nhìn thư tịch một cái thôi, thư viện liền đã sụp đổ rồi. Quá là xác nhận được. Quay đầu nhìn về phía lão giả có một chút đờ đẫn trong lòng hắn tràn đầy không đành lòng. <laughs> phong lão, phong lão, phong lão. Liên tục hô lên ba tiếng, đối phương không trả lời. Trong lòng ái náy càng lúc càng nồng nặc, đang muốn cẩn thận quan sát một chút đối phương có thể nhận đả kích quá lớn tổn thương nguyên khí rồi hay không liền thấy một đạo lôi điện thô to không biết từ đâu bắn đến thẳng tắp bổ vào trên đầu đối phương phòng lão lại nằm dài thẳng cẳng trên mặt đất Ph phòng lão người khóe miệng co giật trường huyền vội vã tiến tới thình thịch thình thịch bành lôi điện nhấn chìm lão giả chỉ để lại đúng một cái chân lòi ra bên ngoài không ngừng co rúm, đến giày mà cũng rơi ra luôn. Hết chương. Hết tập 307, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MC Annie, chuyện audio tiên hiệp.